sự cứu rỗi, người tội lỗi Ngài ban ơn tha thứ. Bạn ơi, thật vui làm con của Ngài, thật vui khi đi theo Chúa đấng ban cho quyền năng. Bạn ơi, hãy đến quây quần bên nhau, luôn yêu thương nhau, học theo ơn cho cứu thế. Đoạn 1 câu 14. Các bạn hay quá. Bây
giờ các bạn hãy đọc thêm mình một lần nữa thôi. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Răng đoạn 1 câu 14. Vậy là chúng ta đã học xong câu Kinh Thánh rồi. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ cầu nguyện xin Chúa cho dịch mau qua, để chúng ta được đi nhà thờ, được học chung với nhau lại, được học Kinh Thánh chung với nhau lại. Bye bye. Cô chào tất cả các em thiếu nhi. Cô rất vui được đến với các em qua câu chuyện số 65 có tựa đề Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài, việc kêu gọi các môn đồ và hóa nước ra rượu. Chúa Giêsu biết rõ đây là thời điểm để Ngài bắt đầu chức vụ cao trọng của mình. Công việc của Ngài là cho cả thế giới biết về vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên đất. Mặc dù Ngài không công bố chính Ngài là vua, nhưng Ngài đã bày tỏ tình yêu vĩ đại và quyền năng của Đức Chúa Trời trong nhiều cách. Chúa Giêsu muốn có những người giúp đỡ Ngài trong công tác lớn lao này. Ngài đã chọn 12 người giúp đỡ. Một số người trong bọn họ là những người đánh cá, và Ngài gọi họ là môn đồ của Ngài. Chúa Giêsu không yêu cầu, nhưng chỉ mời gọi để môn đồ theo Ngài. Ngài nói, hãy theo ta, ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Một trong những môn đồ của Chúa Giêsu là người thâu thuế, có tên là Ma-thi-ơ. Người này cũng vui mừng từ bỏ nghề nghiệp của mình để đi theo Chúa Giêsu. Ông muốn tất cả bạn bè của ông biết đến người thầy tuyệt vời của mình. Vì thế, ông đã mời rất nhiều khách đến dự một buổi tiệc lớn. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy bực tức về điều này. Họ nói rằng, tất cả những vị khách này đều là những người tội lỗi. Nếu Chúa Giêsu là một người tốt và Ngài là thầy của ông, thì tại sao Ngài lại ngồi ăn với họ? Nhưng Chúa Giêsu trả lời rằng, khi các ông khỏe mạnh, các ông có tìm đến bác sĩ không? Không, chỉ có những người bệnh mới tìm đến bác sĩ mà thôi. Ta đến từ Đức Chúa Trời để chữa lành cho những ai đang bệnh tật vì họ đã phạm tội. Một ngày kia, Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài được mời dự một tiệc cưới. Trong buổi tiệc, có một vấn đề xảy ra, đó là họ đã hết rượu để mời khách. Và Mary, mẹ của Chúa Giêsu, thấy thương cho chú rể và gia đình của anh, nên bà nói với Ngài rằng, người ta đã hết rượu rồi. Chúa Giêsu chỉ vào 6 cái vò đựng nước và ra lệnh, hãy đổ đầy các bình nước. Những người phục vụ thắc mắc, không biết Ngài có biết chúng ta đang cần rượu chứ không phải cần nước hay không? Nhưng Mary nói với họ rằng, hãy làm theo như Ngài đã bảo. Vậy những người phục vụ đem đến khoảng 400 lít nước. Khi Chúa Giêsu bảo họ múc nước trong vò ra, họ thấy có cái gì đó là lạ và họ reo lên, nhìn kia, không phải là nước nữa mà là rượu. Ngày sau đó, người ta rất là vui khi dùng loại rượu này. Họ nói rằng loại rượu này ngon hơn loại rượu trước đây. Đây là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện đó các em. Nó làm cho các môn đồ của Chúa Giêsu càng thêm tin cậy Ngài hơn.
Câu chuyện mà cô vừa kể cho các em nghe được chép ở trong Matthew đoạn 9 từ câu 9 cho đến câu số 13 và ở trong Giăng đoạn 1 từ câu 35 đến câu 51 và đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Qua câu chuyện mà cô kể cho các em nghe có 3 sự dạy dỗ cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu yêu chúng ta và Ngài muốn kêu gọi chúng ta cùng làm công việc của Ngài, đó là nói về Chúa cho những người khác để họ tin, họ nhận biết Chúa Giêsu và được trở nên làm con của Ngài. Điều thứ hai đó là Chúa muốn em luôn luôn tin cậy và vâng lời Chúa. Điều thứ ba đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng mà Chúa thực hiện trên cuộc đời của mình. Ngài sẽ biến đổi cuộc đời tội lỗi của chúng ta để trở nên trắng trong và ích lợi cho Ngài. Xin Chúa ban phước cho hết thảy các em. Cô chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong câu chuyện tiếp theo. Xin chào các em. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại câu chuyện bằng những câu hỏi trắc nghiệm nhé. Câu chuyện số 65, Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài. Câu ghi nhớ Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Câu hỏi 65.1, Chúa Giêsu gọi 12 người giúp đỡ cho Ngài là ai? A. Tín đồ. B. Môn đồ. C. Tín hữu. Câu hỏi 65.2, Chúa Giêsu đã bảo những người phục vụ làm gì trong tiệc cưới? A. Đổ đầy các vò nước. B. Đổ bỏ các vò nước. C. Dẹp các vò nước. Câu hỏi 65.3, điều gì xảy ra với nước trong vò? Đây là phép lạ thứ mấy Chúa Giêsu thực hiện? A. Nước đã biến thành rượu. B. Phép lạ thứ nhất. C. Cả hai câu. Câu hỏi 65.4, những người phục vụ đã vâng lời Chúa và phép lạ đã xảy ra. Ngày nay Chúa Giêsu có còn làm phép lạ không? Em sẽ làm gì để phép lạ của Chúa xảy ra? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện nhé. Kính lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết thay tội lỗi cho con. Xin Ngài chọn con để trở thành người phục vụ Chúa. Xin cho con quyết lòng tin và đi theo Chúa luôn. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong câu chuyện tuần sau nhé. Xin chào các em. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại câu chuyện bằng những câu hỏi.